À, chào anh em, có hai món đồ đồ cơ khí. Cái này nó hơi cây taro này size lớn, nó hơi dài á. Nó dài 7 tấc rưỡi. Cái thước này nó từ 9, ở đây là kết thúc là 85. 85 trừ ra 10 là 75, 7 tấc rưỡi. Miệng còn ok hết nha, tại vì nó bị đóng lớp te ngoài, anh em đánh sơ là sạch thôi. Với cái cây này, cây cần 1/2 này nó chế thêm cái đầu vuông vô đây nè. Đây là cái đầu lục giác, nó rút ra là 1/2. Cái này 550, 550 hai cái này nha. Còn cái này cái bơm dầu bán 350, bơm dầu của Nhật nè, cũng bự. Ba dài 3 tấc mấy. Cái ống hút là nó cái này chắc được để gắn vô cái phi, ống hút là 30, lỗ 30 nó hoạt động này nè. Mình kéo lên đó, mình bán nguyên trạng gì không có rỉ sét vậy đó. Cái này 350. Ba trăm rưỡi, 550, có hai món.